nối liên lạc. Sếp tới gọi các đơn vị, tình hình bên dưới sao rồi? Hoàn toàn không có động tĩnh. Gà cô chưa mổ được thóc, chắc hắn không dám nói dạng đâu. Mọi chuyện ổn thỏa rồi. Bên chúng tôi cũng vậy, không có gì đáng nói. Nè anh hai, làm gì hôm nay nóng tính quá vậy? Tôi ghét nhất là ai chơi trò ủ tim đi bắt cóc con nít đó. Con nít mà sợ dễ bị bệnh lắm đó, có biết chưa? Các đơn vị khác có tin tức gì không? Không có gì. Không có gì. Không có gì. Cha mẹ của đứa trẻ đó đâu? Sếp tới gọi sếp kỹ báo cáo vị trí. Tôi vừa mới rời khỏi phà, hiện giờ đang ở cầu Thiên bên vịnh Đồng La. 2 phút sau tôi sẽ tới đó. Rõ rồi. Ông Lý, bà Lý, hai người có nhớ lát nữa làm gì không? Sau khi chúng tôi xuống xe, sẽ đem tiền để trên nắp của thùng rác, sau đó đi về nhà coi như không có gì cả. 1 phút nữa chị Mân tới, tất cả chờ lệnh. Cố gắng giữ vững tinh thần, gà khô vừa tới lập tức hành động. Sếp kỹ đó tới điểm hẹn rồi. Tất cả cẩn thận, gà cô xuất hiện bất cứ lúc nào. Mục tiêu xuất hiện. Chết rồi. Anh trợ làm gì vậy? Đứng lại. Cảnh sát chết tiệt, làm gì điên vậy? Chạy đi chết hả? Bắt được mày rồi. Đứng lại. Đứng lại.
Mở người ta, cứu tôi với. Mở người ta. Mày đã biết có người làm gì vậy? Được rồi, mở đi. Cái thằng nhóc này có liên quan tới một vụ bắt cóc trẻ con. Mày có quyền không nói, nhưng mà những gì mày nói sẽ là lời khai trước tòa. Cái thằng nhóc đó vậy mà cũng sống nổi, thật là may cho nó đó. Đâu có, người may mắn đó chính là anh đó. Tôi thì khỏi nói rồi, lần này thật là phước lớn mạng lớn á. Hay là anh cho tụi tôi mấy con số để tụi tôi hùng tiền đánh một ván đi. Phải đó, phải đúng rồi. Muốn đánh đánh tôi nè. Sếp Tư. Hôm nay thái độ của mọi người rất tốt. Chúng ta đã thành công cứu được cô Tinh và cũng đã bắt gọn được hết bọn tống tiền rồi. Anh hai à, anh không sao chứ? Không, có gì đâu chứ. Nè, mày chịu không nổi thì nói. Được, được chứ, sát mạnh tay thì máu bầm mới hết chứ, đúng không? Rồi, làm đi. Làm ơn đừng có la lớn tiếng quá, làm như bị bóp cổ không bằng vậy. Đâu có má, tay nghề của ba giỏi lắm, con chỉ la vậy thôi hả? Con phải tự biết thân phận của mình, mấy chục tuổi rồi cứ trèo lên trèo xuống, chuốc khổ vào người. Còn biết. Nhưng mà tình hình lúc đó, mình mà không cố gắng thì đứa nhỏ sẽ bị người ta bắt cóc. Nó còn gặp nguy hiểm nữa, sinh mạng chứ ít gì chứ. Con nói cũng đúng ha. Trước ngày ba được về hưu, có một đám cướp nhà băng, ba cũng gồng mình chơi với tụi nó một vố chứ bộ. Làm người cần nhất chính là phải có lương tâm. Đã là cảnh sát rồi, con đừng có sợ chết đâu nghe. Tóm lại muốn binh nói thôi. Nè, quăng chè đi, nguội hết rồi. Nè anh hai, anh làm gì vậy? Giống như gà mắc cổ vậy. Sao vậy? Con cũng kỳ nữa, chuyện lớn như vậy sao không chạy theo anh con chứ? Ảnh giỏi quá rồi còn gì nữa. Cả đội có ai đuổi theo kịp ảnh đâu. Làm sao mà bảo vệ được ảnh chứ. Vài bữa nữa là lành thôi. Quăng chè đi. Khỏi đỡ. Anh hai à, có chuyện gì cũng không cần liều vậy chứ. Chú khổ cho mình tôi thôi. Biết dự trù rồi, biết dự trù mà. Dự trù. Ủa, sao khuya rồi em nghe chưa vậy hả? Phải, nhắn hoài mà không thấy trả lời. Nói đi đâu vậy? Đi coi phim rồi. Hả? Đi coi với ai vậy? Ai hả? Bà đâu có biết. Nè, như vậy không có được đâu ba. Thôi đi, nó cũng đã lớn rồi con à. Tội gì phải lo cho nó chứ. Nè, đi đâu vậy? Tôi đi mua chút đồ luôn tiện cho nó vậy. Dạ con à, có cần như vậy không? Anh hai à, em thấy anh giống ba quá rồi. Anh hai, em muốn coi tướng mạo của anh lúc đó. Bản thân anh cũng muốn coi lắm nè. Bởi vậy lúc má nó đi rồi, nó theo má ra chợ mua đồ ăn. Mấy người hàng xóm cứ tưởng nó là em của má. Gì kỳ vậy má? Thật sao? Phải rồi, lần đó má của tụi con chịu đúng một tháng, ngày nào cũng đi mua thịt heo. Biết sao được chứ. Lần đó mình mới đám cưới mà, bà con thấy mình tự nhiên lại có thằng con, tưởng đâu là má có chữ quan chứ. Lần nào con nghe má kể về anh hai á, con cũng thấy má cười lắm luôn đó. Tôi cũng đâu có thua má, gì. Má, hay là má kể tiếp đi, lúc anh hai con còn nhỏ có từng ỉ trong quần không hả? Đàn bà con gái ăn nói khó nghe quá trời, cố ý bịa ra thì có. Nè anh hai, mời năng. Nè. Chào anh Tăng. Xin lỗi. Cho tôi hỏi phòng trưởng ty cảnh sát đối thủ tiêu ở đâu vậy? Ở đó đó, căn phòng nằm tay trái đằng kia. Cảm ơn. Không có gì. Ai vậy? Thằng nhóc nào vậy?
Chắc là mới tới. Là Hải Quy là ba của cậu sao? Dạ phải. Lúc ảnh gặp nạn cậu được bao nhiêu? 12 tuổi. Lúc trước tôi và Sếp La cùng công tác. Nếu tính ra thì ảnh cũng là tiền bối của tôi đó. Hy vọng thái độ của cậu cũng giống như Sếp La ngày xưa. Tôi hứa sẽ không làm cho ông thất vọng. Để tôi đưa cậu ra giới thiệu với anh em. Dạ được. Sếp đấy. Sếp đấy. Để tôi giới thiệu với mọi người. Người này là đội trưởng mới La Tử Kiện. Cậu ta sẽ phụ trách dẫn dắt đội B, tức là sẽ làm chung với tổ của anh Bằng. Xin chỉ giáo cho. Không dám. Còn đây là đội trưởng Từ Gia Lập. Chào anh. Đây là cậu Hồ Thế Vinh. Chào anh. Cậu ta phụ trách đội A. Nếu cậu có vấn đề gì, tôi nghĩ đội trưởng Từ sẽ giúp cho cậu. À phải, nếu có thắc mắc gì cứ hỏi tôi. Chắc chắn. Vậy xong, từ nay cậu phụ trách đội B. Dạ. Sếp La, tôi tên là Tư Đầu Tự Cường, cả đội gọi tôi là đội 4. Chào anh đội 4. Chào Sếp La. Anh Từ à, đây là chỗ làm việc của mọi người hả? Đúng vậy. Phòng anh ở kế bên, để tôi dẫn anh qua xem ha. Được, cảm ơn. Cái thằng nhóc này, nói bao nhiêu lần rồi, mấy cuốn sách này đừng có để ở đây, muốn coi thì vô toilet mà coi ha. Sếp La, để tôi đi bỏ. Sáng nay đông người quá, tôi mua giùm anh đội một 4, phần đội 4. Cà phê đen của anh đây, không bỏ muối nè. Nhưng mà lỡ bỏ đường rồi, phải không em cưng? Cậu Tường và cô Mẫn là nhân viên CID của đội chúng ta. Còn đây là lãnh đạo mới của mình, đội trưởng La Tử Kiện. Sếp La. Anh Từ à, anh đưa tôi đi coi phòng đi. Cảm ơn. Anh Từ à, mời ngồi. Sếp La, sếp đừng ngại ha. Nhiều khi đám nhân viên... Anh đừng lo mà. Thật ra tôi cũng biết mình trước giờ chưa có nhiều kinh nghiệm từng trải. Hy vọng từ nay anh Từ và các nhân viên sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn một chút. Anh đừng nói vậy. Nhưng mà tôi hy vọng từ nay anh thay đổi phong cách một chút. Mấy cuốn sách đó đọc nhiều không có lợi ích gì đâu. Tóm lại là hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ. Anh còn vấn đề gì nữa? Hết rồi. Mời anh ra ngoài. Xin lỗi sếp nha, có sao không vậy? Cảnh sát đây, phiền anh cho xem bằng lái. Tôi không có mang theo, sếp cho qua lần này được không? Lên xe đi. Hôm nay tao được dịp công tử lấy chiếc xe trị giá mấy triệu tới rước tao. Tao cảm thấy mình càng ngày càng lên đời đó. Muốn nó sốc tao chứ gì? Giỡn một chút không được hả? Sao hả? Chuyển đổi địa bàn có gì khó hay không? Tao thấy mình phải học hỏi thêm rất nhiều. Nhưng đám anh em rất nhiệt tình, dày dạn kinh nghiệm lắm. Khổ nỗi khoái coi sách đồi trụy. Hả? Sách đồi trụy hả? Thôi đừng nhắc nữa. Còn mày thì thế nào? Tao mới đi xin việc ở công ty vậy. Chứ không phải mày giúp ba mày quản lý ngân hàng sao? Bộ mày lạ lắm hay sao? Mày cũng biết xưa nay tao không thích nghề ngân hàng rồi mà. Tao biết cũng vô dụng thôi, ba mày biết mới được kìa. Tao không dám nghĩ tới, xin được việc mới nói. Chúc mày may mắn. Phải, chủ nhật này có rảnh hay không? Định kêu tao phát cái gì đây? Tao có hẹn với đám bạn đi tìm hiểu cuộc sống nông thôn, có thích đi cùng không? Mày nghĩ tao sẽ đi chứ? Nhưng mà có đi hay không? Nói ra tao tưởng mày điên đó, mày tưởng tao thích nghề nông sao? Bà ba à, bây giờ tuần nào cũng có nhiều người đến thăm ruộng lắm sao? Bọn họ ăn no, không có gì làm cho nên mới tới đây thôi. Làm một hai bữa thì còn được, còn nếu cày ruộng suốt đời á hả, coi bộ họ không có hầm hở vậy đâu. Cút đất không phải cút như vậy. Hả? Anh thuộc tay trái hay tay phải? Tay phải. Nè, trước tiên á, anh dùng tay trái làm cố định, còn tay phải á, nắm phần đuôi. Giống như con nít chơi cát vậy đó. Xong rồi từ từ hạ cây cuốc xuống. Mục đích của anh á, chỉ là cuốc cho đất tơi thôi. Anh đừng có dạy gì mà cắm đầu cắm cổ cuốc hoài. Bộ anh tưởng anh đang đào móng sao? Anh biết không, cuốc đất có nhiều cái lợi lắm. Dù có thể cho đất hút nhiều nước, dù có thể cào cho đất bằng. Còn nếu anh biết cách sử dụng, cây cuốc này có nhiều công dụng lắm. Mua đem cắt cỏ cũng được. Sao mà cô biết nhiều quá vậy? Không phải tại tôi biết nhiều mà tại anh hiểu ít thôi. Nè, nói chơi thôi.
nè. Chắc cô làm nghề nông từ nhỏ hả? 8 tuổi. À, hèn chi, cô biết nhiều quá trời luôn. Nè, trồng cải thì anh không biết, vậy anh có biết cách ăn cải không? Ăn cải ai mà không biết chứ. Bình thường anh ăn phần nào của cải? Thì ăn lá cải. Dĩ nhiên là không, ăn cọng mới có nhiều dinh dưỡng. Vậy sao? Thôi, không phiền anh nữa đâu, anh tự học nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, cẩn thận nha. Làm ơn cho xuống đầu ngõ đi. Chết rồi, hết tiền lẻ. Bác Tài à, 500 có tiền thối chứ. Vẫn chơi hoài à, lấy 500 đóng xe buýt hả? Thôi để tôi trả giùm anh. Cảm ơn. À, cô à, cô à. Bây giờ tôi đi đổi tiền lẻ để trả lại cho cô nha. Cô đợi tôi chút ha. Được khách sáo, có mấy hào thôi không sao đâu. Tôi quay lại liền mà. Tôi khỏi, anh em, anh có biết mấy giờ rồi không? Đồng hồ tôi chết rồi. 8 giờ 10 phút hả? À, tôi chết rồi, tôi phải tới sở làm vậy đi nha, bye bye. Nè. Hả? Trời ơi, làm tôi hết hồn hả? Có gì không? Tôi cố tình đợi cô tới để trả cái máy chụp hình đó. Đừng thôi. Cảm ơn nhiều nha. Chụp xong rồi hả? Phải đó. Nè, Jenny à, cô có biết mua máy tính biết. Không? Cô định mua hả? Ừ. Tôi có người bạn làm ở công ty điện toán. Nếu nhờ người đó mua chắc có chiết khấu. Thật hả? Thật, lát nữa cô có rảnh không? Rảnh thì rảnh, nhưng mà sau khi mua được cái máy, cô phải đãi tôi ăn cơm và coi phim. Nhưng mà tiền rau cháo múc có chịu hay không? Được thôi. Lát nữa tao sợ nha. Tôi sẽ chờ cô. Bye bye. Vậy nha. Nè, nè, xin chào. Sao trễ quá vậy? Phải đó, cô làm gì mà trễ vậy? Sao hả? Bà Lý tới rồi hả? Còn phải hỏi nữa, từ đời nào rồi bà còn dặn nếu cô tới kêu vô phòng gặp bà đó. Ơi, cầu trời cho tôi đừng gặp bà. Phương Xảo Dung. Chào bà Lý. Cô vào phòng gặp tôi. Chuyện gì vậy? Hình như máy bị hư rồi. Để tôi giúp cho. Dạ, cảm ơn. Phải cho thợ sửa mới được. Phải vậy thôi, coi chừng làm dơ áo đó. À, không sao đâu. À, ông Diệp. Ừ? Cà vạt của ông đẹp quá. À, cảm ơn nha. Nhưng mà nếu tôi chỉnh lại cà vạt của ông chắc sẽ đẹp hơn. Sao hả, có tin gì mới nè, không? Có tin gì mới không? Bỏ đi, không sao đâu. Ồ, không có thì tốt rồi, tụi tôi đi ăn trưa nha. Phần này cô lo giùm tôi. Ok, được thôi, bye bye. Bye bye. Hello. Tình hình sao rồi? Rớt từ tầng 15 xuống làm sao mà sống nổi. Sợ anh Ban. Làm gì lớn chuyện vậy? À phải, cũng may cô rớt xuống không nhảy trúng ai hết rồi. À, trời ơi, nhảy gì mà tự do dữ. Tiêu rồi. Để tôi đưa anh lên chảnh coi. À, có lẽ rớt từ tầng 15 xuống đó. À, đi. À, đi thôi. À, tôi tôi quên giới thiệu. Đây là cấp trên mới của tôi, sếp La, sếp trưởng. Chào sếp trưởng. Chào anh. Tôi muốn biết thật ra. À, mọi người theo tôi. Lúc sếp Trương làm lính, thường hay theo anh Ban lắm. Ảnh đưa hắn vào nghề mà.
con đã. À, cậu Tường, cô Mẫn, hai người ở lại phụ trách lấy lời khai. Còn đội 4, theo tôi đi chỉnh. Sếp Từ. Yes, à. Tôi có vài câu muốn nói với anh. Nhưng mà từ nay trước khi anh ra lệnh cho nhân viên làm việc, anh có thể thông qua tôi trước có được hay không? Bởi vì anh em ở đây, trong đó có anh, đều do tôi chỉ huy hết. Và tôi cũng rất muốn biết anh làm sao sắp xếp. Có vấn đề gì không? À được thôi, không thành vấn đề. À sếp La, tôi định biểu cậu Tường và cô Mẫn ở lại đây lấy lời khai. Còn đội 4, theo tôi lên trển coi tình hình ra sao. Được. Nếu phía cảnh sát có yêu cầu gì, chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Cảm ơn ông. Chúng tôi nghi ngờ nạn nhân rơi từ chỗ này xuống. Trước khi nạn nhân chết, có để lại di thư hay có nhân chứng nào nhìn thấy hay không? Không, người gặp mặt nạn nhân lần cuối là một nữ nhân viên làm việc ở tầng dưới. Hiện giờ cô ở đâu? Cô bị xỉu đưa vào bệnh viện rồi. Làm gì mà ghê gớm như vậy? Đàn bà đúng là yếu đuối, thiệt là. Sếp nói vậy không đúng nha. Nạn nhân rớt xuống trước mặt cổ, nếu là sếp thì sao đây? Nạn nhân có phải là nhân viên ở đây hay không vậy? Phải, cô tên là Huỳnh Mỹ Tiên. Tên tiếng Anh là Jenny. Thư ký riêng của tổng giám đốc Diệp Vĩnh Cơ. Xem ra chúng ta phải tìm ông Diệp đó để nói chuyện. Ông Diệp. Ông là đội trưởng La hả? Chào ông Diệp. À, mời qua đi. Tự nhiên đi. Ông Diệp, có cần gọi luật sư Trần không? À, không cần. Chúng tôi chỉ nói chuyện thôi. Chúng tôi có thể giúp gì được cho ông? Jenny Quỳnh, Quỳnh Mỹ Tiên có phải là thư ký của ông hay không vậy? Đúng vậy. Trước khi cổ chết, ông có gặp cổ không? Có. Tôi đến đây khoảng 9 giờ. Sau khi lên phòng, tôi có hẹn sẵn giờ họp cho chủ nhật này với cổ. Sau đó thì tôi đi họp. Khi trở lại tôi còn thấy cổ. Lúc đó là khoảng 1 giờ rưỡi. Suốt cả buổi ông có cảm thấy cổ có hành động hay cử chỉ gì đó khác thường hay không? Chắc không. Lúc đó tôi có hỏi cổ sao không đi ăn trưa. Cổ nói là đang kiêng ăn. Cho nên tôi và cổ nói chuyện một lúc. Sau đó ông đã đi đâu? Sau đó thì tôi đi gặp em trai của tôi. Không bao lâu tôi nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Khi tới đó, Jenny đã tắt thở rồi. Anh hai, sao lại vậy? Sao tự nhiên Jenny lại té xuống dưới vậy? Xin lỗi, để tôi giới thiệu. Đội trưởng La, chịu trách nhiệm vụ án của Jenny. Chào ông. Chào ông. Em tôi Diệp Vĩnh Sương, là phó giám đốc của tập đoàn ngân hàng. Không biết là ông Diệp có rảnh hay không, tôi có vài câu muốn hỏi ông. Nếu muốn truy tìm hung thủ, tôi sẽ nói những gì tôi thấy cho các ông biết. Ông có thể hỏi. Sáng nay ông có gặp nạn nhân hay không? Không. Cô là Phương Sở Dung đúng không? Chúng tôi là cảnh sát đến lấy lời khai của cô. Cô Phương, chẳng hay cô có biết dạo này Jenny có qua lại với ai không? Hay là cổ xích mích với một ai đó? Tôi rất hiểu tính của Jenny. Cô không hề ganh tị với ai cả. Cô có bạn trai chưa? Cô có nói cho cô biết gần đây cô có chuyện buồn gì không? Hôm nay cô có tới sở làm. Đối với mọi người rất là bình thường. Tôi không biết tại sao cô như vậy nữa. Hiện giờ chúng tôi nghi ngờ cổ tự tử. Tự tử hả? Sao cổ lại tự tử chứ? Sao này lúc tới sở làm cô còn hẹn tôi tan sở đi mua máy tính, sau đó đi coi phim với nhau. Tại sao cô tự tử? Không lý nào cô tự tử. Cô Phương à, bình tĩnh lại đi. Cô không phải tự tử đâu. Cô Phương, cô không phải tự tử đâu. Cô đừng căng thẳng quá. Không phải cô đâu. Cô bình tĩnh lại đi cô. Bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi cô ạ. Cô không phải tự tử. Cô Phương mà. Cô ở lại đây, tôi ra ngoài. Được rồi. Jenny có người thân duy nhất ở Hồng Kông chính là má cũ. Nhưng đáng tiếc tuần rồi bà đã về quê, không biết khi nào mới trở lên nữa. Có cách nào liên lạc với người này hay không? Tôi nghĩ rất là khó, bởi vì bà không theo đoàn du lịch. Chuyện mà tôi biết được là bà đã tới Bắc Kinh rồi. Cô Mẫn công việc tới đâu rồi? Dạ, thì ra địa chỉ mà cô báo cho công ty biết chính là nhà của má cổ. Nhưng mà còn bản thân cổ không có ở lâu lắm rồi. Còn địa chỉ mới của cổ? Tôi chưa điều tra được. Sao cô lại không chịu hỏi đồng nghiệp của cổ? À, lúc đó cô Mẫn biết Jenny không có chỗ má của cổ và ngân hàng cũng đóng cửa, không phải là tay cổ. Tóm lại phải nhanh chóng tìm được địa chỉ mới của cổ, chắc chắn sẽ có manh mối. Hey, cần gì phải lo vậy chứ. Không chừng con nhỏ đó thật sự vướng bận tình cảm, nó tự tử là vì tình mà thôi. Anh dựa vào đâu khẳng định? Đâu có, tôi đoán thôi. Anh mới vô ngày đầu sao? Cô Mẫn. Dạ. Tối nay cô phải tới ngân hàng hỏi nhân viên lấy địa chỉ mới của cô Jenny. Ngày mai báo cáo cho tôi biết. Tối nay? Không lẽ không được? À, hôm nay chị của cô Mẫn lấy chồng.
bây giờ cũng gần 6 giờ rồi, còn chưa lên nhà hàng tiếp khách được. Tôi nghĩ tối nay cô không rảnh. Dạ phải đó sếp La, xin lỗi nha. Nè, chị cô lấy chồng đâu phải là cô. Thôi được, vậy cô Tường đi đi. Xin lỗi sếp La, tối nay tôi bận phải đi học nữa. Cái gì vậy? Hay lặn về đi, để tôi và đội 4 đi điều tra. Cũng được. Tóm lại địa chỉ mới của Jenny sáng mai phải nằm trên bàn của tôi. Y như là hàng tôm hàng cá. Thôi bỏ đi, Quang mới về làm muốn ra qua chuẩn bị tinh thần đi. Tan sở đi. Được rồi. Có hứng thú đi làm vali không? Được. Vụ án của Jenny điều tra tới đâu rồi? Tạm thời thì không có gì khả quan. Ngoài mặt thì có vẻ như tự tử, nhưng mà tôi thấy nhiều điều nghi vấn. Em cũng nghĩ như vậy. Bởi vì tính tình thường ngày của cổ không điên đến nỗi phải tự sát. Thì ra địa chỉ cổ ghi công ty của chú là giả. Vậy sao? Cổ là thư ký của chú mà, không lẽ chú không biết? Em đâu có biết. Nè hỏi thật nha, chú có biết đời sống riêng tư của cổ có gì trục trặc không? Nghe nói là cổ có nhiều bạn trai lắm. Em nghĩ là anh điều tra những người này có lẽ sẽ có manh mối. Ê, sao sáng nay không nghe chú nói chứ? Dù gì cổ cũng đã chết rồi, nói mấy chuyện này có ích gì chứ? Nè, em nói như vậy là vì lo cho anh hai của mình thôi. Tôi hiểu. Cảm ơn nha. Ừ, cảm ơn cái gì chứ, anh đừng có vội làm khách. Lần này là đến lượt anh mời đó. Tới lượt tôi hả? Trời, sao nhanh dữ. Đừng làm bộ trốn tránh nữa nha. Tuần sau là ngày đại thọ 70 của ba, anh tính làm sao đây? Chuyện cũng lâu rồi, anh còn để trong lòng sao? Có những chuyện muốn quên cũng quên không được đâu. Em biết là có khuyên anh thì cũng vô ích mà thôi. Nhưng mà lần này là cơ hội để anh và ba hòa giải. Ba đã 70 tuổi rồi, không lẽ định giận ổng suốt đời? Tôi đã sớm công nhận mình là họ Diệp rồi. Tôi không có người cha này. À, chào ba, về chào rồi má. Hả? Để má múc canh cho con nha. Anh hai, mới đi nhậu về hả? Sao mặt đỏ vậy? Nhiều chuyện quá. Anh hai à, giờ đi. Chuyện gì nữa? Lên được con người lên nhà. Thằng đội 4 lên ăn ké nữa hả? Không phải. Không phải đâu, là chị hai đó. Lúc này chị gọi điện tới, nói là đang ở gần đi, muốn lên thăm má. Thì có làm sao? Chắc lại muốn mượn tiền của má nữa rồi. Anh hai à, nếu anh không muốn gặp thì để em đi ăn tối với anh. Ơi, tội gì phải tránh cổ chứ. Phải đó, anh hai cần gì phải tránh chị. Sự thật chỉ có lỗi với ảnh, chị phải tránh mặt ảnh thì đúng hơn. Em biết cái gì? Anh không biết thì có. Tới rồi kìa. Chào má. Chào ba. Hey, tự nhiên thấy nhức lưng, tôi vô trước đây. Thôi kệ ông đi, ngồi đi con. Dạ. Chị Linh. Chị Linh. Ủa, Gia Lập, lâu quá không gặp, đẹp trai hơn trước đó nha. Thật sao? Em không tính mua bảo hiểm đâu, chị không cần tự bốc em. Không biết lớn nhỏ gì hết, chỉ là chị hai đó. Dạ đâu có, chú Lập nói chơi thôi mà. Nghi à, rót nước cho chị hai con đi. Không sao, không sao đâu, con không thấy khác. Không khác thì khỏi rót, mất công rửa ly. Nè, ngồi đi con. À má, con mới bệnh qua, con chỉ mua có vài món linh tinh thôi mà. Tuyết nhĩ nè, đường quy nữa nè. Má để dành từ từ dùng ha. À má. Hả? À con... má. À, dâu còn trái cây đâu rồi? Ở bên kia. Ở bên đó hả? Phải. Con muốn nói gì? À má, con... À má, con phải cái này không? Phải rồi, lấy ra đi. Vậy hả? Con muốn nói cái gì? Y con muốn má, nói là... cái váy ngắn của con đâu? Má có cất giùm con không? Má xếp ở trong tủ á. Má ra kiếm giùm con má, đi. Cái áo sơ mi màu xanh của con đâu rồi? Ủi rồi, má treo trong tủ cho con. Con đó. Đâu có thấy đâu, con lục nãy giờ. Sao mà. Sao kỳ vậy? Má kiếm giùm. Ôi con trời, đi. Giúp thôi tụi được. Con đi. Ra đây đi. Mới tới hả? Phải đâu. Dạo này anh sao rồi? Thì cũng vẫn làm công thôi. Sống ở đây cơm ngày hai bữa là hay lắm rồi. Lúc trước nghe em nói về bến kinh doanh bảo hiểm giùm ông chủ của em mà. Phải đó, em mới vừa về tới thôi. Em ra ngoài một lát nha. Má, con xin phép má con về. Nồi chè sắp xong rồi. Dạ thôi đi, người ta bận công chuyện, bà còn giữ lại làm gì? Xong nói là ông đi ngủ mà. Thôi,
tôi nghe mùi chè làm sao mà ngủ nổi. À, Linh à. Dạ. Nếu như con bận công chuyện thì đừng có miễn cưỡng. Đi trước đi. Thật ra thì con cũng không gấp lắm. Em mở cửa rồi nè. Vậy con về nha. Con bận nhiều chuyện lắm. Xin phép con về ha. Dạ. Bye bye. Rảnh rỗi lên. Bye bye. Dạ. Bye bye. Dạ, bye bye. Bye bye. Bye bye. Má. Mấy người vừa lòng chưa? Dạ Linh. Có gì không? Cầm đỡ đi. Anh làm gì vậy? Thì cầm xài đỡ đi. Dù gì anh cũng không cần tới. Cầm đi, làm gì đó thì làm. Em đừng có trách Giang Nghi và ba của anh ha. Đâu có, em đâu có dám. Có làm gì thì cũng đừng có quá sức ha. Ừ. Bạn em tới rồi. Tìm hiểu cho kỹ nghe. Đừng thấy họ tốt với mình thì mình lại không thèm ngần ngại, chỉ thiệt cho em mà thôi. Em biết. Thôi em đi nha. Lại làm từ thiện nữa hả anh hai? Giúp được thì giúp thôi. Con người anh tội nghiệp lắm đó. Đâu phải anh không nhớ lúc cô đòi ly dị anh, cô đã nói những gì? Bỏ đi, chuyện cũng đã qua lâu rồi mà. Đâu phải lần đầu tiên cô lên mượn tiền đâu. Lúc trước má cho cô mượn 10 mấy 20 ngàn, có thấy cô trả không? Một mình cổ ra ngoài kiếm sống đâu phải chuyện dễ chứ. Một mình cổ hả? Lúc nãy anh không thấy có người tới rước hay sao? Tiền karaoke 2000 mấy là tiền gì vậy? Đâu có, lần trước em đi với đám bạn cũ hát karaoke, em đứng ra trả giùm tụi nó. Có phải là mấy đứa em út gì đó không? Đâu có chứ, em làm gì có tiền tới mấy chỗ đó. Phương à, Tử Kiện nó đã lớn rồi, nó biết tự lo mà. Như vậy không được. Chừng nào em chưa có vợ, chị vẫn quản lý em. Làm sao ăn nói với ba đây? Chị em thương quá rồi còn gì. Sao hả? Không vừa ý à? Không vừa ý thì chị rút tiền lại. Đương nhiên là không rồi, em thấy vui nữa là khác. Tiền chi phí của em tháng này nè, cầm đỡ đi. Cảm ơn. Nè chị hai à, tháng này có đủ 31 ngày lận đó. Vậy sao, chị đưa thiếu à? Mấy bữa là xài hết. Nè. Sao hả, em ăn hết trong người luôn sao? Không có đâu. Chị chỉ muốn lo cho em thôi. Thanh niên mấy người xài tiền phung phí lắm. Chị muốn dành dụm tiền để em sắm đồ, mua nhà, lấy vợ nữa chứ. Nghe lời chị của em đi. Anh cũng nhờ mấy câu châm ngôn của chị em cho nên mới dư chút tiền đó. Anh kỳ quá vậy mà cũng nói được. Phải đó, anh kỳ thiệt á. Nè, bộ mày kẹt tiền lắm hay sao? Tính nó kêu trứng cá ăn vậy? Tại mày không biết thôi. Tao sợ công tử họ Diệp như mày kêu món ăn rồi bắt xe cho tao không có tiền trả. Hay, mày tưởng nhà tao có kho bạc hả? Hả? Được. Wow, đã thiệt. Nè, dạo này mày còn đi ruộng nữa không? Nè, để tao hỏi mày câu này. Mày có biết trong mấy cây cải phần nào dinh dưỡng nhất hay không? Chính là cọng cải đó. Mày nên nhớ cả một cây cải là nhờ vào cọng cải, nó hấp thụ dinh dưỡng để nuôi cả cây. Mày có ăn hay không? Thì ăn, tao chỉ muốn nói cho mày biết để mày hiểu mà thôi. Vậy mày nói cho tao hiểu rồi tao phải làm gì đây? À không,
Chuyện này là do một cô gái đã cày bừa từ lúc 8 tuổi nó cho tao biết đó. Bây giờ tao muốn nói lại cho mày nghe, có được không? Ồ, tao hiểu rồi. Hèn chi mày khoái tới đó tới như vậy. Mày đưa tao tới đây để làm cái gì? Mau đi, lát nữa mày sẽ biết thôi, hỏi nhiều quá làm gì. Hả? Hả? Còn cười nữa. Để ráng mà lau cho sạch đi, mất công làm dơ xe của tao đó. Thằng nhóc cũng tại mày hết á. Dẫn cho tới đây nè, bỏ đó, chết đi nha. Thúi lắm đó. Nè, được rồi. Chết đi. Thúi lắm đó. Nè, đứng yên đó. Để tao chỉ cho mày coi. Luống cải tao trồng, tuần sau thu hoạch được rồi. Bắt tao lặn lội vô đây để coi mấy cái luống cải này của mày hả? Tới bữa đó làm sẵn cho tao ăn là được rồi. Cần gì bắt tao vô đây coi chứ. Cải bán ngoài chợ chưa chắc ngon bằng cải tao trồng đâu. Mày coi xong chưa? Tao đang bận công chuyện, còn phải rửa giày nữa. Gần xong rồi, chờ thêm chút nữa đi. Nhanh lắm mà. Mày tính đợi tới bao lâu đây? Giờ này dân quê ai ai cũng nghỉ trưa hết rồi đó thằng quỷ. Tao không ngờ mày lề nhẹ như vậy đó, định chơi tao phải không? Được thôi, mày tự ra đón taxi về đi. À, tao xin mày. Tao đang bận công chuyện thiệt mà. Sorry sir. Tới rồi, vui lòng cho 8.50. Mày hại tao tới trễ, tao chưa tính sổ với mày còn trấn lộn tao nữa hả? Được, từ nay đừng có lên ngồi xe tao nữa. Được thôi, không cho thì không ngồi đi, chở con nhỏ nhà quê của mày đi. Tao biết là tao sẽ tìm được cổ, mày ké không được bao lâu đâu. Mày si tình quá rồi đó, còn hơn Dương quá nữa. Vậy đi, bye bye. Bye bye. Tao sẽ gọi lại. Cô Phương à, nhân viên của tôi có tới đây không? Có. Madam lần trước tôi lấy lời khai của tôi mới ra khỏi đó. Cô không nhận ra tôi sao? Nhận ra chứ, anh là sếp La lần trước lấy lời khai của tôi mà. Cũng tốt, đỡ phải tốn sáo hào. Hèn chi tôi cứ cảm thấy mà anh hơi quen quen. Thiếu tiền. Đúng vậy. À phải, người nhà của cô có tới thăm cô không? Họ không rảnh. Cô có buồn hay không vậy? Đâu có, giả lại trong phòng này có nhiều tạp chí đi coi. Quá kỳ rồi mà. Không sao đâu, tôi chưa coi là được. Nè, cô có cần ly hay không? Chỉ một mình tôi uống có gì đâu. Cô Phương à, nếu có cần gì cứ nói cho tôi biết. Không có, cảm ơn ý tốt của anh. Anh Từ à, khoan đã. Anh đi đâu vậy? Đây là địa chỉ mới của Jenny Quỳnh. Chúng tôi tìm được quá khứ của cổ, từng vào bệnh viện xúc ruột đó. Rất có thể lần này là cổ tự tử. Khoan tung lời khẳng định đó. Tình hình không đơn giản như vậy. Nữ nhân viên họ Phương công tác tại ngân hàng mới nói, trước khi nạn nhân chết có hẹn với cổ mua máy tính và còn cười nói vui vẻ, không có gì gọi là buồn bực cả. Con người không có lý nào trong một thời gian ngắn như vậy thay đổi tính tình và dẫn tới tự tử. Ý của anh muốn nói là mưu sát? Cũng có thể là đúng. Vụ án còn có nhiều nghi vấn. Anh Ban, có tin nhỉ? Bên pháp y vừa đưa báo cáo, thì ra Jenny Quỳnh đã mang thai 3 tháng. Trời, 3 tháng? Làm gì mà tội nghiệp vậy? Chắc chắn tên hung thủ này có quan hệ mật thiết với Jenny Quỳnh. Lập tức tới nhà cô ta. Cái cô này cũng biết hưởng thụ ghê đó chứ. Cậu Tường và cô Mẫn, hai người vô nhà bếp và nhà vệ sinh coi có gì không. Sếp La, tôi có thể sai họ chứ? Không vấn đề. Còn tôi vô phòng. Cái cô này chỉ làm công việc thư ký thôi, làm gì mà có nhiều tiền mua mấy cái thứ này chứ. Khỏi phải hỏi, chắc chắn là có thớ lắm đi. Có chuyện gì? Hình như chỗ này thiếu cái gì. Thiếu cái gì? Nếu như tôi đoán không lầm, trên tấm kính này phải có dán vài tấm hình. Có kẻ tới đây thủ tiêu mấy tấm hình đó. Coi ra có kẻ không muốn mọi người biết quan hệ giữa hắn và Jenny. Tôi phát hiện được 2 tấm hình. Sao hả? Có manh mối gì? Diệp Vĩnh Cơ. Chắc quan hệ giữa hắn và cô ta rất mật thiết. Jenny là thư ký của Diệp Vĩnh Cơ, họ thân mật với nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Phải. Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản.
Ủa, cô Dung, xuất viện hồi nào vậy? Tôi tới lấy chút đồ. Ờ, cô không có gì chứ? Yên tâm đi. Ráng giữ gìn sức khỏe nha. Chuyện gì không vui thì đừng nghĩ tới. Tôi ra ngoài làm việc. Tôi đã làm việc với nhân viên ngân hàng rồi. Sao rồi? Họ không cảm thấy quan hệ giữa Jenny và Diệp Vĩnh Cơ vượt quá giới hạn. Anh Ban và anh Đôi Bốn đã đi đâu? Bởi vì lần trước họ phát hiện thẻ tín dụng của cổ trên nhà, bây giờ đang đi điều tra. Sếp La, có tin gì không? Chúng tôi vừa gặp bác sĩ riêng của Jenny để điều tra. Thì ra họ có hẹn trước tuần này làm phẫu thuật nạo thai. Nạo thai? Tôi còn điều tra được Jenny đã mua sẵn vé máy bay tuần sau bay sang Mỹ. Con bị mất gì không? Tôi nghĩ là không. Coi ra cô gặp Mai đó. Chuyện này lâu lâu gặp một lần. Cô thu xếp đồ đạc đi. Tôi sẽ xin cấp trên chuyển cô đi chỗ khác. Ugh!